Blade Together đã sinh nhật 3 tuổi rồi. Vậy là chính thức chúng mình đã chơi game được 3 năm rồi nhờ. À mà là mình thôi, còn không biết là các bạn đã chơi game được khoảng thời gian là bao lâu rồi. Để lại bình luận ở phía dưới cho mình biết nha. Hôm nay khi vào game, nếu như các bạn đứng ở Plaza và nói chuyện với cái cô NPC sau lưng mình, thì các bạn sẽ nhận được mấy cái mũ mà sinh nhật giống như là mấy bạn cạnh mình đang đội nè. Mọi người nhất định là phải vào game và nhận nha, bởi vì đây là một cái món quà kỷ niệm 3 năm của nhà phát hành gửi tặng cho tất cả người chơi á. Hôm nay ở trong cái mục sản phẩm, bọn mình sẽ có một cái gói bốc thăm mừng 3 năm. Đây là một cái gói bốc thăm mà siêu khuyến mãi nhà phát hành dành cho người chơi. Và giá thì cực kỳ là ưu đãi, nhưng mà không biết là mua về rồi mở ra có ra được cái gì không á. Thì cái này dành cho cái mấy bạn dân đẹp nha, còn mấy bạn dân cày chay thì đừng lo, bọn mình sẽ kéo xuống dưới. Ở phía dưới nó sẽ có rất là nhiều các cái hộp bốc thăm, và đặc biệt nó sẽ có một cái hộp bốc thăm mới, đó chính là hộp bốc thăm Queen Card. Mình có một vé để mình mở thử luôn coi nó có ra cái xe ô tô này không nha. Bởi vì cái xe này nó rất là xịt. Nghĩ sao mà tốc độ 7 tăng tốc 11 gia tốc 4.0 luôn. Và đặc biệt nó là màu hồng. Trời ơi, nhìn một cái là u mê nha. Mê là nó ra cái xe liền luôn nè. Nó ra cái thảm à. Trời ơi, nó phải ra cái gì mà cùi bắp nhất mới được chứ. Quá là ảo mê Lazada. Ở trong cái hộp này thì mình thấy có một cái bộ đồ màu hồng đen này à. Màu hồng đen thì các bạn nhớ tới ai nhỉ? Đó chính là Blackpink chứ ai nữa. Rất là cute luôn ha. Rồi là mình còn có rất là nhiều các đồ nội thất, nhưng mà cái này chắc mình không cần đâu. Mình cần là cần cái xe với lại bộ đồ thôi, nhưng mà đặc biệt là cần cái xe ấy. Rồi ở dưới này chính là các cái hộp quà bốc thăm mà nhà phát hành đã gửi tặng tới cho người chơi nè mọi người. Có rất là nhiều hộp luôn, và mỗi hộp bọn mình sẽ được bốc thăm miễn phí 3 lần. Cái này nếu các bạn không có tên Tím thì các bạn phải tranh thủ ngồi xem quảng cáo nha. Còn may là mình có tên Tím cho nên mình chỉ việc mở thôi. Yeah, cái vợt được không? Rồi ra đôi giày ạ. Tính cho tới thời điểm này mình vẫn chưa có cả cái vợt. Rồi cái gương nữa đó, tôi nói tôi xui lắm. Rất hiếm khi mà mình mở hộp mà nó ra cái đồ xịn nhất đấy mọi người. Thứ hai mình sẽ có Hải Long Vương. Hộp thứ ba là hộp vua huyền thoại. Cho mình cái xe hoặc cái kiếm có được không? Không bé ơi. Hộp thứ tư của mình là hộp bánh kẹo bốc thăm tình nhân. Thì cái hộp này mình đã có đủ đồ rồi. Hộp thứ năm là hộp bốc thăm lễ hội ánh sáng. Mình đã đập cái hộp này rất là nhiều đồ nội thất luôn. Mình đập chắc phải mấy ngàn kim cương đấy, mà nó vẫn không ra cho mình cái khinh khí cầu. Hộp cuối cùng đó là hộp bốc thăm ong mật. Ở hộp này ấy, thì mình chưa có cái giường ong mật, dù mình rất là thích cái giường con ong đấy luôn, nhưng mà mình lại không có ra. Mình tập rất là nhiều rồi, nó ra full bộ đồ nhưng mà có cái giường lại không chịu ra mới kinh chứ. Đó, biết ngay mẹ, thêm một cái mũ nữa này. Hôm nay ở mấy cái hộp này thì các bạn đập được cái gì để lại bình luận ở phía dưới cho mình biết nha. Ok, bây giờ mình sẽ bốc thăm cái Queen Card tỏa sáng. Với 30 cái thẻ này thì hy vọng là mình sẽ ra được cái xe ước mơ tỏa sáng này nha. Mình cũng mong là mình sẽ ra được cái bộ đồ này với lại cái mái tóc. Còn cái đồ nội thất thì thôi, tôi không có lấy đâu, nhà tôi quá trời nội thất rồi. Bê lê, si bùa, mở. Một cái ghế sofa tỏa sáng sang trọng. Một đôi giày ạ. Bình bông. Hồi nãy mới kia là không cần đồ nội thất, mà sao ra toàn đồ nội thất không vậy trời. Tới công chuyện luôn rồi. Được rồi, bây giờ mình sẽ bốc 10 nha. Ba la si bùa. Cái si Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Trời, cứu tôi với. Oh my god, mình được bộ đồ nè. Cái gương, nãy giờ mới được có bộ đồ với đôi giày thế đó. 10 hộp mà tôi ra được đúng một cái bộ đồ với hai đôi giày. Còn đâu là toàn là nội thất không à. Thôi toàn rồi các bạn ơi. Cứu tôi. Ảo thật đấy. Cái mũ. Trời ơi, vậy là 10 hộp
ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Trời. Thôi được rồi, bỏ đi các bạn ơi. Vậy là mình đã đập, trời ơi. Mình đã mua cái gói đập hộp kỷ niệm 3 năm mà mình được đúng là cái nịt ạ. Không thể nào mà chấp nhận số phận Sukane thế được, cho nên mình lại nẹp thêm một gói nữa nha. 30 cái thẻ. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục. Nhà phát hành ơi, làm ơn đi mẹ, bli bli. Ấm ba la si bùa. Ơi, cái xe của tôi. Cái xe ơi. Cái xe, cái xe, cái xe. Cái gì vậy? Trời ơi, mọi người nhìn nè, nhìn thế này có đau đầu không? Cái gì mà, cái gì á trời? Toàn là đồ xanh không mà được mỗi hai cái ghế là một tím. Có cần phải ép cái tôi vậy không? Mình cảm giác hình như là càng nạp nhiều là nhà phát hành càng cho xu hay sao ấy. Ảo thật đấy. Rồi cuối cùng tôi được cái mái tóc rồi. Gần 40 hộp mới được cái mái tóc ống mực khuyên kẹt tỏa sáng á. Nhưng mà thứ tôi cần là cái xe. Đừng mè, đừng có giày nữa, nhiều giày lắm rồi. Thêm một bộ đồ. Rồi đủ bộ luôn. Vừa có váy, vừa có giày, vừa có tóc. 10 hôm cuối cùng. 200k của tôi lại bay theo gió sao? Sao mình cảm giác mình càng cố gắng thì mình lại càng còn cái gì thế này? Thêm mái tóc nữa nè. Mái tóc nhiều để làm gì? Thứ tôi cần là cái xe cơ mà. Thôi toàn rồi, bà con ơi. Thế này là toàn rồi, rồi luôn. Quay. Rồi, 60 vé nha mọi người. 60 vé của tôi. Nhưng mà tôi được full bộ đồ, chứ còn cái xe nó không ra. Ghét thật đấy, thôi khỏi đi. Không đập nữa, dỗi rồi. Tôi dỗi rồi. Bộ đồ cũng khá là ok la đấy, nhưng mà cái vấn đề quan trọng đó, đó là thứ tôi cần là cái xe cơ mà. Bộ đồ này nhìn khá là kiểu bánh bèo ấy mọi người, vì nó màu hồng nhìn rất là cute. Nhưng mà cái xe của tôi đâu? Xui quá à. Có bạn nào ra xe không nhẹ vía cho mình mới coi. Mình có nên đập tiếp không mọi người? À, và trong video hôm nay thì nhân dịp nhà phát hành đang có cái gói mới, mình sẽ quyết định tặng cho các bạn một gói, đó chính là trang phục Hello Kitty nè cho mấy bạn nữ. Lúc đầu thì mình định tặng gói bốc thăm, nhưng mà mình nghĩ là tặng cái gói đấy nó xui lắm, cho nên là mình sẽ tặng cho các bạn cái bộ này nha. Ví dụ các bạn cần làm là gì nhỉ? Lâu rồi bà Đen không đăng video, cho nên là các bạn đừng quên bấm like video cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh giúp cho mình. Đồng thời đó là để lại tên nhân vật của các bạn ở phía dưới phần bình luận. Và mọi người sẽ bấm vào cái điện thoại nè, bấm vào cài đặt nè, sao chép cái mã này, rồi để ở dưới phần bình luận kèm theo là chọn cho mình một con số mà các bạn yêu thích nhất, từ số 1 cho đến số 500. Một bạn may mắn sẽ nhận được cái gói Hello Kitty từ mình nha. Chúc cho mọi người chơi game vui vẻ nè. Còn bây giờ thì tôi xui quá. Bye bye mọi người, hẹn lại các bạn ở các video tiếp theo.